Em là Diệu Vân, em là một người ăn chay trường. Cuộc sống của em khá nội tâm, nhưng rất mạnh mẽ. Sở thích của em không phải là mua sắm hàng hiệu, đi du lịch đây đó hay đua đòi những thứ xa hoa, mà sở thích của em là được làm cho những người bên cạnh em họ cảm thấy vui vẻ. Người em yêu có thể nghèo về vật chất, nhưng đừng nghèo về ý chí là được. Và người em yêu chỉ cần hiểu em, tôn trọng em và yêu thương em thật lòng. Em thì muốn cùng được người em yêu thương chung sống với một mái nhà, cùng nhau xây dựng hạnh phúc nho nhỏ của mình, và cùng người mình yêu thương ở bên nhau đến hơi thở cuối cùng. Nếu như anh cảm thấy chúng ta có cùng một điểm đến, có cùng một suy nghĩ, có những điểm chung thì hãy nắm tay em. Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại anh nhé. Em sinh ra và lớn lên ở một vùng đất xinh đẹp xứ Quảng, nơi có những con sông bát ngát, nơi thành phố không tấp nập, cũng chẳng nhộn nhịp, thành phố ấy bình yên đến lạ. Người miền Trung em thì cũng chẳng có gì ngoài sự chân chất và hiền lành, luôn quan niệm tình cảm thật chung dị và yên bình, như tâm hồn em mộc mạc và chất phác. Đến với chương trình, em hy vọng sẽ có được một tình yêu chân thành và hoàn mỹ như cái tên của chương trình. Em thích cái đẹp, nhưng là cái đẹp trong tâm hồn và khoảnh khắc, như những giai điệu em vẫn hay nghe từng ngày. Tình cảm thật đẹp khi hòa quyện trong nhịp điệu của nhau. Nắm tay em mặc váy cưới, mình bước tiếp. Tình yêu này sẽ thành công. Anh ơi, đi cùng với em nhé. Em có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, giai điệu trầm bổng, ngân vang trong từng ca khúc giúp nuôi dưỡng, vun đắp cho tâm hồn em thêm rộng mở, thêm tươi mới. Với em, tình yêu như là những giọt sương mai, tưới mát bao cô gái đang khát khao yêu và được yêu. Anh biết không, nếu lần đầu gặp em, thoáng nhìn, ai cũng nghĩ rằng em là một cô gái cá tính, mạnh mẽ và khó gần nữa. Nhưng đằng sau đó, em cũng có những giây phút yếu lòng, cần được yêu thương và chia sẻ. Anh nè, anh hãy về cùng em vun đắp tâm hồn này nhé. Em sinh ra và lớn lên ở quê hương xứ dừa Bến Tre. Người miền Tây hiền hòa, hiếu khách, chân thật, cũng như em đến đây để tìm một nửa của mình bằng sự chân thành nhất. Em yêu cái đẹp và em cũng thích làm đẹp cho người khác. Em cảm thấy thật sự hạnh phúc khi giúp khách hàng của mình trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại của họ. Khi nhìn thấy họ sánh bước bên chú rể, tiến vào lễ đường, em nghĩ tới một ngày nào đó em sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp của anh, nhận được lời chúc phúc từ tất cả mọi người. Em sẽ làm đẹp cho mình, trở thành cô gái xinh đẹp, đến để gặp anh thổ lộ tấm lòng của mình. Em đến rồi, anh sẽ về cùng em chứ? Chào cậu, tớ là Dung, tớ là một cô gái mang cung song tử. Tớ làm cô giáo nhưng không phải gõ đầu trẻ, mà là một cô giáo của những bạn trưởng thành. Tớ đến từ miền Trung, nhưng cậu sẽ có những bữa ăn gia đình thật đầm ấm và mang hương vị của miền Trung. Cô gái song tử thì rất là nhạy cảm về cảm xúc. Vì nhạy cảm nên tớ hôm nay đến đây vì cậu. Cô gái song tử có vô hài hước đến kỳ lạ, nên cậu không phải sợ buồn đâu. Vì đã có tớ đây, tớ sẽ làm cậu vui mỗi ngày. Tớ nghĩ rằng trong tình yêu để đi đến được với nhau thì cả hai phải biết tôn trọng và chia sẻ cho nhau. Tớ không hứa với cậu là mãi mãi, nhưng tớ hứa khi cậu và tớ giận nhau, tớ sẽ nghĩ lại lý do vì sao tớ đến đây. Nên cậu hãy về cùng tớ nhé.